Anh dụ ơi, em sắp tỏ tình, hãy chúc em thành công đi. Đéo, tỏ tình thất bại đi. Con kia từ chối cho chết đi. Tôi thì chim chỉ để đá anh em khoe. Bây giờ anh sẽ gọi điện cho một bạn. Mong là em sẽ cảm thấy vui. Kìa, ai gọi kìa? Nghe điện thoại thế nào? Alo? 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 Em à? Ôi sao nhảy má? Nhớ anh không? Ôi, sao tôi nhớ cái mùi hương của cậu thế nhở? Cái mùi hương mà cái lúc mà anh em mình đang ở trong cái chỗ resort Nha Trang ấy. Nhớ à? Làm gì đấy? Đến với anh này. Hỡi em yêu, đừng có buồn phiền. Nhá, thế được rồi, nhá. Yêu thương nhau thật nhiều nhá. Cho trình thư không? Rồi, bye bye nhá. Bye bye. Bye bye, see you again. Ừ rồi, baby. Bye bye, baby. Đấy, sổ anh em nhớ nhá. Bạn gái mà giận ý, để cho nó khóc mà chửi mình lúc sau quay ra sờ má. Đấy, vuốt má như này này. Đưa đôi tay nhẹ nhàng lên trên bí mật. What? Quên. Lên trên má, vuốt nhẹ nhàng, vuốt nhẹ nhàng. Đấy, gái mẹ hết giận ngay. Anh em nhớ chưa? Tuyệt chiêu để khi bạn gái giận đấy. Đấy, con dê đây. Úi dồi. Đúng rồi. Đây mới là con dê. Đây mới đúng. Đúng chưa? Cô cũng biết cách gấp dê à? Con trai tôi cũng rất là thích origami. Tôi đã dạy nó cách gấp dê. John rất là thích các con dê bé nhỏ. Nó luôn gọi bọn dê tên là Max, Max, Max. Tất cả con dê đều có chung cái... Ơ? Chó à? Ơ? Dog là chó à? Ơ phải. Đâu, dog là dê chứ. Dog là chó đéo đâu anh em. Anh em học tiếng Anh kiểu gì đây? Dog là dê. Dog là dê, chó đéo gì. Anh em dở hơi à? Làm đéo gì rồi? Anh em cứ cãi tôi nhở? Tôi đã bảo là dog là con chó, nghĩa là nó là con chó. À quên, dog là con dê, nghĩa là nó là con dê nhá. Tôi cấm anh em cãi tôi. Anh em cãi tôi dừng stream đấy. Anh em đừng có vớ vẩn. Tôi nói gì anh em cũng cãi, cãi chém chém. Nhà tôi vô phúc. Hai đời sờ chim cho người xem cứ cãi chém chém. Em. Đó là chó là được chứ gì. Khổ thân tôi mẹ. Sờ chim mơ vô phúc vãi cứt. Người xem cứ cãi chém chém.